So sánh nhanh giữa 12 Pro Max và 14 tại thời điểm hiện tại thì đây là hai con máy được mọi người khá là quan tâm đến, bởi vì giá của hai con máy này chênh lệch nhau không quá nhiều. Một con thì được ra mắt cách đây 4 năm và một con thì được ra mắt cách đây 2 năm. Về ngoại hình, 12 Pro Max có thiết kế mặt lưng nhám với cụm 3 camera trông rất sang trọng và lịch lãm, còn 14 với thiết kế mặt lưng và cụm 2 camera trông rất trẻ trung và năng động, phù hợp với giới trẻ hiện nay. Về cấu hình, 12 Pro Max được trang bị con chip A14 Bionic và 14 là A15 Bionic. Để mà nói về sức mạnh thì hai con này còn giữ sức đáp ứng nhu cầu chơi game của anh em trong vài năm tới. Tuy nhiên do 14 sử dụng con chip mạnh hơn nên tất nhiên là sẽ khỏe hơn 12 Pro Max một chút. 12 Pro Max có dung lượng 3687 mAh, còn 14 là 3279 mAh. Để mà nói hai chiếc điện thoại này pin cũng không hẳn là quá trâu, nhưng thời gian sử dụng rơi vào khoảng 6 tiếng đồng hồ, đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày của anh em. Camera của hai con này là một điểm chênh lệch khá lớn. 12 Pro Max có cụm 3 camera và 14 có 2 camera. Mặc dù có 2 cam nhưng 14 đã được Apple trang bị những công nghệ tính năng mới hơn hẳn 12 Pro Max. Mỗi bên là sự sang trọng, mỗi bên là hướng tới giới trẻ. Anh em sẽ được chọn chiếc máy nào? Follow ngay Hoàng Kiên để cập nhật những thông tin về iPhone nhé.